Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết sáng 22 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Nam Bộ những ngày tới có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong nhiều giờ tới, giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Khoảng ngày 23 tháng 7, áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng đổ bộ đất liền. Từ ngày 28 tháng 7, giải hội tụ nhiệt đới suy yếu dần, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Thời tiết từ nay đến cuối tháng 7 ở khu vực Nam Bộ hầu như có mưa, xác suất mưa từ 70-80%. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 22 tháng 7. Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23-33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24-33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20-28 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 22-33 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.